Ok, xin chào các bác và tất cả anh em đã quay trở với video tiếp theo của Long Video. Và tiếp tục trong ngày hôm nay sẽ là một cục súp được chuẩn bị lên đường cho anh Thiệu Khoái Châu các bác nhé. Anh Thiệu đã liên lạc trực tiếp bên em rồi và đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo qua chất âm về cục súp 1018 rồi các bác nhé. Phần gỗ rất là đẹp, màu vàng, đúng không ạ? Cục này thì em đang thanh lý, giá trưng bày chỉ khoảng có 3 triệu thôi. Anh Thiệu này thì là một anh khách hàng quen thuộc bên Nam Huy thôi, và khách hàng combo cũ các bác nhé. Trước đây thì em có lắp đặt cho anh Thiệu một cối combo gồm một con đẩy liền vang DCX8 Bluetooth rồi, và một đôi loa F1500 Pro. Và hôm nay thì anh quyết định quay lại để mua thêm một cục súp 1018 nữa. Gian phòng nhà anh hơi hẹp một chút nên anh không chơi được bass 40. Đấy, có nhu cầu là chơi bass 30 các bác nhé. Ok, thì mời các bác cùng cảm nhận có một chút chất âm về cục súp này các bác nhé. Đấy, con bát 40 mà bát 40 to quá. Hơi to, bát 40 khả năng hơi to, không gian nhà mình thì... Anh cứ nghe qua anh xem là cái nó có phù hợp với cái không gian nhà mình, thì em nhớ mang máng là cái bộ ấy là nhà mình làm ao ở trên hiên đúng không? Ừ, đấy, riêng cái ao to đấy. Đấy, cái ao to làm trên hiên. Ao 33 các kiểu ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Cái không gian... đấy. Em nhớ qua má bởi vì đi lắp không nhiều. Mình dùng con D68 này, à nhầm, con X8 này. X8 với cả con F2500 Pro X8. Sao ấy nhỉ? Đúng rồi. Đôi loa là 2005. Đấy, anh sau có thời gian trải nghiệm anh hát có thấy ổn định không? Bộ đấy ổn định không? Nói chung là thấy ai đến hát bảo được hay. Bảo thích mua thêm cái cục trầm nữa. Nghe cho nó đủ chuẩn phòng hát. Nó phải đủ vị mới hay. Nhưng mà âm thanh này có phải qua trầm mà nghe nó mới sướng được. Cái phòng nhà mình thì em nghĩ nó chỉ bát 30 là hợp lý rồi. 40 thì to quá. À vâng, anh Thiệu thì chốt cục súp vào trong một lốt nhà các bác nhé. Cũng tại vì anh đã tham khảo qua trên video rồi, và hôm nay thì đến trực tiếp cửa hàng để tham khảo lại một chút nữa về chất âm trước khi ra quyết định cuối cùng, đúng không ạ? Và chắc chắn là anh đến cửa hàng trải nghiệm thì cửa hàng sẽ không làm anh thất vọng rồi, đúng không ạ? Đấy, thì anh đã quyết định chốt ngay cho mình một em súp 1018 coi nhé. Vân gỗ rất là đẹp, bát 30. Con này thì bên em đang bán giá trưng bày là 3 triệu trưng bày ship coi nhé. Anh đến cửa hàng lấy thì giá sẽ mềm hơn một chút. Anh vận chuyển bằng xe máy về rồi. Này, trời rất là nắng đây coi nhé. Anh em vừa xuống hàng xong, em vừa xuống được một lô súp xong các bác nhé. Ok, và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Thiệu rất là nhiều đã tin tưởng và quay lại ủng hộ đến Nam Huy. Các bạn đã quan tâm một cái dòng súp như thế này hoặc là muốn tư vấn một cấu hình combo để chơi Tết thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0976 366 855 để em tư vấn đầy đủ cụ thể trước khi các bác đặt hàng coi nhé. Làm sao cho các bác hợp lý nhất, cũng như là sắp Tết rồi các bác nhanh tay đặt hàng thôi, đúng không ạ? Sắp Tết rồi, âm thanh sắp đắt rồi coi nhé. Các bác mua hàng trước Tết âm thanh rất là rẻ, các bác để đến Tết mua hoặc gần Tết mua thì âm thanh chắc chắn nó rất đắt thôi. Cái đấy là phải chấp nhận thôi các bác nhé, cái đấy là điều hiển nhiên rồi. Đấy, các bác nhanh tay đặt hàng trong dịp trước Tết này đi. Ok, và thay mặt Nam Huy thì cảm ơn anh Thiệu một lần nữa rất là nhiều đã tin tưởng và quay lại ủng hộ Nam Huy. Và đây cũng là động lực cũng như là lý do tại sao các bác lên chọn những đơn vị bán hàng uy tín để các bác đặt chọn niềm tin vào các bác nhé. Ok, bây giờ thì em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.